đệ nhất phu nhân Michelle Obama đi thăm Venice, tin từ Venice, nước Ý. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tận dụng thời gian rảnh rỗi sau chuyến đi quảng bá chiến dịch gia đình ăn uống lành mạnh cùng hai con gái tuổi teen và bà mẹ ruột đi thăm một số danh lam thắng cảnh của nước Ý. Hôm thứ Bảy hôm nay, gia đình của Tổng thống Obama có mặt tại thành phố đẹp như tranh vẽ Venice. Video cho thấy cả gia đình của bà Michelle ngồi trong một chiếc thuyền đóng kín, tất cả các cửa kính, chung quanh là hàng chục nhân viên cảnh sát cũng như nhân viên mật vụ, phía sau là cảnh sát Ý cưỡi trên những chiếc jet ski lướt trên mặt sóng. Tòa Bạch Ốc cho biết lý do của việc tung ra hệ thống an ninh dày đặc là để bảo đảm cho sự riêng tư của bà Michelle, đồng thời giữ cho hai cô con gái Malia và Sasha tránh khỏi sự soi mói của các phương tiện truyền thông. Tòa Bạch Ốc cũng nói, lịch sinh hoạt của bà sẽ không thông báo với công chúng, mặc dù bà cùng gia đình sẽ đến thăm nhiều nơi trong ngày hôm nay. Trước đó một ngày, đệ nhất phu nhân và gia đình đến thăm một doanh trại quân đội Hoa Kỳ ở Vicenza. Tòa Bạch Ốc cho biết bà Michelle và hai cô con gái cùng bà mẹ ruột sẽ ở lại thêm một đêm ở Venice trước khi bay về Hoa Kỳ trong sáng Chủ nhật.